và cả nhóm là vẫn sống đến lẻ một vài chi. Nhưng mà gần đây thì cả nhóm thứ ba đó vẫn sống đến lẻ chi thì được tách ra là một cái nhóm khác, bởi vì cái đặc tính của di chuyển nó khác với hai về phần còn lại. Theo cái phục hồi toàn xương thế giới vào 2015 thì tâm này đoàn sản xương gồm 436 bệnh lý xếp vào 42 nhóm và ảnh hưởng đến 364 gen. Một cái giúp chúng ta phân loại về cái bất thường chi và loạn chuyển xương thì bất thường chi thường là đơn thuần một phần của đặc điểm chuyển di truyền, bất thường chúng ta có thể dễ dàng nhận biết từ lúc 12 13 tuần, bao gồm giảm sản chi, bất sản chi, thiểu sản chi và bất thường chi. Còn trong cái loạn chuyển xương thì thường có tính hệ thống từ đầu đến chân, có tính chất di truyền và có tiến triển theo thai kỳ và khó có thể nhận biết được hoặc là chỉ có những cái dấu hiệu dự báo ở lúc 12 13 tuần đối với những cái dạng không biết chết. Còn cái dạng mà biết chết thì thường có thể được hiểu sớm hơn. Cái tỷ lệ gặp trong cái trẻ sinh sống từ 1 đến 2.5 trên 10.000 trẻ sinh sống. Việc tiếp cận chẩn đoán thì phải từng bước và theo điều toàn diện từng bước và hỗ trợ với cái xét nghiệm di truyền. Và một điều quan trọng trong cái loạn sản bệnh lý loạn sản xương đó là chúng ta cần phải tính cái chỉ số tiên lượng về chết của các bệnh lý này. Việc chẩn đoán chính xác của cái bất thường xương đó là gì thì chúng ta có cái phương án quản lý thai kỳ tiếp tục hay là chậm dứt cái dạng này là dạng kết chết hay cái dạng dạng này là ít kết chết thôi. Cái kế hoạch sinh đẻ hỗ trợ đa chuyên khoa sản khoa sơ sinh chẩn đoán hình ảnh và thậm chí là chỉ định việc tư vấn di truyền, tư vấn nguy cơ tại mắt và giúp chúng ta lên phương án cho thai kỳ sau. Bởi vì cái việc chẩn đoán di truyền không phải lúc nào chúng ta cũng có được cái kết quả chính xác. Vì thế việc ghi nhận về hình ảnh đại thể, hình ảnh X quang, thậm chí là hình ảnh CT nhiều phút thì đóng góp vào cái y văn giúp chúng ta chẩn đoán chính xác khi mà chẩn đoán di truyền không có kết quả. Và cái bước tiếp cận về cái một cái bệnh lý xương ở thai nhi chủ yếu dựa vào xương trước sinh. Từ những cái gợi ý của xương trước sinh chúng ta khám theo dõi thai kỳ có quyết định là chấm dứt hay tiếp tục, và sau khi sinh thì chúng ta phải ghi nhận cái hình ảnh tổng thể, có thể là hình ảnh X quang sau sinh và lưu trữ cái mẫu mô, mẫu máu, mẫu cục đối để phát triển truyền vào tế bào. Đây là một cái tiếp cận chẩn đoán ta có từ 2009 và được áp dụng gần như là ở các trung tâm tiền sản lớn trên thế giới, và thực sự nó cũng là những cái tiếp cận rất là cơ bản giúp các anh chị nghi ngờ và giúp các anh chị tìm được những cái điểm nhấn để đưa đến chẩn đoán. Cái đầu tiên chúng ta phải tính đúng tuổi thai theo tam quan được chứng nhận theo chiều dài đồng mông, và chúng ta ghi nhận cái ngày dự sinh, chúng ta nhập vào máy mỗi lần xương thì chúng ta mới biết được cái xương, các cái xương dài này nó dài hay ngắn, cái hình dạng cái xương nó như nào, hình dạng của đầu xương đầu nhọn hay là cái đầu bất thường, mật độ khoảng các xương cốt hóa nó tốt hay là cốt hóa kém, hình dạng là kích thước bàn chân bàn tay, ghi nhận số ngón, hình dạng các cốt đầu cốt hóa, chúng ta đo chu vi đầu, chu vi ngực, chu vi bụng và cái ngực thì chúng ta cần phải quan sát thứ hai là cắt cửa đầu corona và mặt cắt dọc và mặt cắt chán ấy, để chúng ta phát hiện những cái tiềm năng gây chết của cái loạn sản xương này. Bởi vì đa phần các loạn sản xương gây chết là do cái bệnh lý, do cái ngực nhỏ dẫn đến là cái phổi nó bị chiếu sản và em bé tử vong vì các bệnh lý hô hấp ngay sau sinh. Cái chúng ta đánh giá tiếp về độ cường hóa vòng sò cuộc sống, kích thước hình dạng của xương vai, xương hàm dưới. Cái cắt chúng ta trong xương xương vai chúng ta cũng thường xuyên làm để mà cắt profile để đánh giá căng nhỏ hay đánh giá xương hữu ích, hình dạng của các chi, các bệnh bất thường đi kèm, đánh giá lượng nước ối có cao hay không và đánh giá có phù thai, có dấu hiệu phù thai không. Từ một cái lưu đồ, một cái hướng dẫn như vậy thì chúng ta sẽ tìm được những cái điểm nhấn. Cái trường hợp này có chi ngắn,
ngắn phần nào, phần gần, phần xa hay là toàn bộ có cấu trúc nhỏ không? Có gãy xương, có quảng hóa kèm, cốt hóa kèm không? Có cầm nhỏ không? Có thay thích dịch hay là đó đã bỏ không? Một điểm sức quan trọng cần đánh giá mà bây giờ chúng ta các trung tâm chân sản hay áp dụng cái chỉ số đánh giá tiên lượng của cái thai này nên tiếp tục hay là nên dừng lại khi chúng ta chưa có chẩn đoán chính xác của di truyền? Đó là chỉ số chu vi ngực bụng dưới 0.6 và chỉ số chiều dài đùi xương đùi và bên chu vi bụng là dưới 0.6. Đây là một cái sơ đồ minh họa về cách tiếp cận của cái tác giả Blandy với một cái điểm nhấn thì chúng ta có một cái con đường đi để tìm đến kết quả cuối cùng bằng cách là chúng ta tổng hợp các yếu tố những cái điểm nhấn trên hình ảnh xương, ví dụ như là chúng ta có đá ngón kết hợp với đá xương toàn bộ kết hợp với một cái hướng rất là nhỏ thì rất là nghi ngờ về bệnh lý là xương sườn ngắn, đá ngón xương sườn ngắn. Và cái sau khi chúng ta có một chẩn đoán sơ bộ lâm sàng thì cái việc chẩn đoán chính xác giúp chúng ta có thể tiên lượng tốt hơn. Và hầu hết cái bệnh lý về xương là bệnh lý đơn gen hoặc là một nhóm gen, vì thế mà chúng khi chúng ta làm sơ bộ mà làm karyotip hay là microarray thì đa phần chúng ta có cái kết quả bình thường, nhưng mà khi mà chúng ta làm cái giải trình tự exo hay là giải trình tự cái nhóm gen bệnh lý ví dụ như là bệnh lý liên quan đến xương thì chúng ta sẽ có cái kết quả. Một cái câu hỏi của Angelaset rất là mới thì cho thấy là thấy là cái ở những trường hợp vật cá biểu trước bình thường array bình thường thì ở cái nhóm bất thường xương thì chúng ta có thể phát hiện thêm được 15% giúp cái chẩn đoán chính xác. Và sau đây em sẽ cần trình bày một cái áp dụng cái sơ đồ đó trên một cái trường hợp lâm sàng của trường Elisma Graver. Đây là cái đoạn soạn ngoài bi di chuyển làm tiến lên sắc tiện thương 60% chung để bên này thì do độ chuyển gen để EVC, EVC 2 tiên nhiệm sắc tiện 4-16 thì để bằng 1/60,000 và được cái Alice và Brian Graver báo cáo đầu tiên vào 1940 và từ nay đã ghi nhận được 200 trường hợp báo cáo. Và tuy nhiên những cái trường hợp có đây thì cũng là hình ảnh trước sinh, hình ảnh ít quang, hình ảnh đại thể thì cũng sẽ là di chuyển thì cũng đổi lại cái hội chứng này điều trị bởi cái từ chính qua công tâm hoặc là các tổ dưỡng trí ngắn hoặc tâm da đang có biến chủng hoặc bên tay loạn xạ các ngón tiểu sản được chiếu ra và bất thường răng và bất thường tinh vi cũng thường gặp ở tâm 60% các trường hợp chủ yếu là gặp bất thường bộ động mạch. Trường hợp này hai cô gái 29 tuổi tiên sử con đầu phát triển bình thường không có kết quả cần thiết sang lọc quý một làm các bộ test làm đo được một vài mọi thứ bình thường. Bệnh nhân khám thai rất là đều và đều là chúng tôi đi nghi ngờ một cái loạn sản xương vào ở 33 tuần. Kết quả siêu tiên sản thì thấy là có ngắn chi toàn bộ các xương dài, xương dài, xương đuôi, xương cánh tay khoảng từ 6 đến 7 cm. Ai con tay 6 ngón đang vào bình thường, 2 bên chân bình thường. Cái chỉ số được chung như một mà từ rất là nhỏ, rất là dễ dàng. Và xương xương ngắn hoang ngang có thông điện ký độ cân phát, có tổng đoạn mạch chủ trên trái, tiểu đường thấp đa ối. Và trường hợp này thì không có ghi nhận những cái bất thường thận. Trên đây là hình ảnh siêu âm, những cái dấu điện hình chúng ta có thể thấy hình ảnh bàn tay sỏ ngón trên một ngón ở bên phía đầu hút. Hình ảnh ở giữa là hình ảnh tinh với thể trạng một cái bị chung của cái kính kỹ thuật bản phân và hình đầu tư hình ảnh xương ngực rất là nhỏ. Cái ghi nhận là những cái xương cái cơ quan khác chúng tôi ghi nhận là có vẻ như là một cái dương vật nhỏ và lộ tiểu hơi thấp có giao dịch nhưng mà tính hoạt động bên có hình ảnh tồn tại những mạch trên bên trái trên đầu tê dòng đi xa khỏi tim dòng đổ về tim của tim mạch trên bên trái. Sau khi tư vấn với gia đình thai phụ về cái tiên lượng của thai nhi hội chẩn liên chuyên khoa thì tôi có nhận được cái quyết định từ gia đình thai phụ và từ hội đồng khoa học bệnh viện thì đồng ý chẩn đoán thai kỳ và kết quả sau sẽ thai trước khi chẩn đoán thai kỳ thì chúng tôi làm cái thủ thuật
nội sụn ống dưới gối. Tất cả các những cái hình thể ngoài thì phù hợp với cái chẩn đoán trước sinh của chúng tôi. Có trí rất là ngắn, thân cũng khá là dài và có đa ngón viên trụ. Điều điểm thú vị ở điểm mà làm chúng tôi bất ngờ ở đây đó là cái đoạn sản cung răng. Cái cung răng rất là bất thường không đều. Hình ảnh đa ngón viên trụ bàn tay chân bình thường, và không ra thấy cái lỗ kiểu nó không bằng cái vị trí bình thường. Cái hình ảnh X quang hai nhân sau xảy thai chúng ta ghi nhận một cảnh động rất nhỏ các xương sườn hàm ngang, cái khung trầu rất là hẹp, tầng ống của dàn kích ba các độ xương xương đùi rất là tròn đều. Hình ảnh đã bỏ được chụp về chiều sản cái đốt xa của tất cả các ngón. Chúng tôi có lưu sự cái mẫu ối và gửi cái mẫu này đến cái chỗ viện di truyền thì cái kết quả di truyền khẳng định lại cái chẩn đoán lâm sàng của chúng tôi. Thai nhi có hai cái đột biến trên cùng một cái gen EBC và tất cả những cái đột biến này thì đều là những cái đột biến mới mà chưa được ghi nhận trên cái thư viện về di truyền học người, thư viện Linh Ba. Từ cái này chúng tôi có một số cái bàn luận như sau. EBC là một cái loạn sản xương có thể gây nhiều hậu quả nghiêm trọng nhưng mà không phải là cái nhóm luôn gây chết, chỉ khoảng 50% trường hợp là chết ở trẻ sơ sinh. Trẻ sống sót có thể phát hiện những bình thường tầm vóc thấp khoảng 1.5 và chức năng ngón tay giới hạn hay các cái vấn đề răng miệng. Nếu mà trường hợp đi kèm bất thường tim 60% thì hãy đi kèm với cái tiên lượng tử vong. Đấy là bệnh lý di truyền nặng và 25% nguy cơ tái ở nguy cơ sau, ở thai kỳ sau. Về bình sinh thì ngày càng nhiều có những cái bằng chứng cho thấy liên quan đến con đường tín hiệu mà trong cái chuyển hóa ở thi mao thì như con đường tín hiệu hay sinh học bị bất thường và những cái protein mã hóa gene EBC EBC hai thì thuộc cái tập hợp cái protein mà đảm bảo hoạt động của thi mao vốn là cái antenna tín hiệu rất là quan trọng trong con đường tín hiệu của các tế bào. Về cái bất thường tim, đây là một đặc điểm mà khi mà chúng ta thấy một cái xương thai có xương rất ngắn cộng với một cái bất thường tim thì một điều chúng ta cần nghĩ đến đó là cái môi trường này hay gặp khoảng tầm 60% chủ yếu gặp già một cái nhiễm thất, ví dụ như cái nhiễm thất toàn phần bản thân hoặc là già một nhiễm chung. Tác giả Sun 29 thì tìm thấy những cái biểu hiện của ai nhiều thông tin của các gene EBC EBC hai khá là cao ở vị trí đường thoát, cấu trúc trung mô ở bệnh nhân nhĩ và gối đường mặt. Điều này thì được thể hiện rằng là các gene EBC EBC hai có vai trò rất quan trọng trong cái phát triển của tim và nếu mất cái gene này thì gây nên các đặc điểm của hội chứng EBC. Về cái thời điểm chẩn đoán khá là trên phòng thai kỳ, về mặt chủ quan thì tôi xin không nói đây, nhưng về khách quan thì có thể liên quan đến cái biểu hiện ngực nhỏ có thể tiến triển dần ở buổi thai kỳ. Nó khác với cái trường hợp nào của hội chứng đa ngón nặng xưa thì ngực nhỏ xuất hiện những khởi phát rất là sớm, như thế mà chúng ta có thể nhận biết được ở thậm chí ở trường hợp siêu thai sớm khoảng 12-13 tuần. Mà hôm nay 1977 thì chẩn đoán sớm bằng siêu âm nội soi thai từ tuần thứ 17 nhưng mà hoặc quan sát cái dấu hiệu đa ngón. Xiao Zhang 2016 thì chẩn đoán chính xác ở quý 1 bằng giải trình tự gen trên mẫu gai nhau ở thai phụ có tiền sử sinh con bị gãy của chúng này. Về chẩn đoán phân biệt thì chúng ta cần phải những chẩn đoán phân biệt về cái nhóm bệnh lý mà xương xương ngắn bao gồm cái bệnh lý gây chết là hội chứng đa ngón nặng xương. Mức độ thiếu sản dụng trong tròng những lần sớm mà chỉ toàn bộ đang ngón và một cái bệnh lý rất là tương đối khó đó là loạn dạng ngực gây ra cái hội chứng xuống ngực. Đấy là hội chứng không phải luôn gây chết, cái mức độ thiếu sản dụng thì nó cũng nằm nề hơn EBC và hay đi kèm với cái loạn sản thần tấn đang di chuyển và cái tỷ lệ đá ngón thì chỉ gặp chỉ khoảng 10% thôi. Đây là một cái bảng tổng kết những cái bệnh lý dòng thứ tư thiếu sản dụng. Chúng ta thấy cái hội chứng đa ngón nặng xương rất là nhỏ, cái hội chứng xương thì
của thực phẩm vẫn cao hơn cái Enzyme Driver. Và mình tiến bẩm sinh viên hay gặp ở Enzyme Driver và hồi chúng ta gọi là sở tiết 42. Và cái đặc điểm nổi bật của Enzyme Driver đó là bản sẵn ngoài nhìn khác với những cái của chúng ta bạn. Phân tích rất di truyền thì rất quan trọng vì những cái hình ảnh siêu âm tạo trong lớp dựa dọc cái chết và nhỏ không có chết nguy cơ tải mắc ở thai kỳ sau là 25% do cái kiểu di truyền lại. Và việc chẩn đoán chính xác thì giúp chúng ta lên cái phương án chính xác cho thai kỳ sau, có thể chẩn đoán tiên lượng tổ hoặc là chúng ta chẩn đoán trước sinh sớm, phát hiện sớm. Và do cái truyền di truyền không đồng nhất giữa cái hội chứng này thì không phải luôn chúng ta có kết quả chính xác như đi đồng cột của cái xét nghiệm di truyền, thì việc thu thập dữ liệu về hình ảnh có thể giúp chúng ta có những chẩn đoán chính xác cho những cái trường hợp khác. Và một điều trong đời đó là danh giá cái của xét nghiệm giá trị từ hệ số này thì càng có vẻ như là càng ngày càng dài. Và chút này xin em sẽ tóm tắt một vài cái ý mà để giúp anh chị có thể mang về áp dụng được trong cái lần sàng của chúng ta. Đó là mỗi lần siêu thì chúng ta nhớ đến là nhập cái ngày dự sinh chính xác. Vào ngày siêu chúng ta thấy xương ngổ ngoằn không? Có dưới đánh phân vị 5 hay chứa 3 ST không? Nếu một cái xương ngắn kem ngay một cái đôi to cái bày lắm nữa thì cảm nghi ngờ cần phải chuẩn bị trung tâm chẩn đoán bác sĩ. Đánh giá hệ xương thì chúng ta đánh giá toàn diện từ đầu tình hóa. Và cái tình bị gây chết thì được xác định với cái chỉ số trung bình trên số vùng dưới 0.6 và hoặc cái tỷ lệ chúng ta xương đồ trên trung bình vùng dưới 0.16. Thông tin di truyền child là thông tin di truyền thai bố mẹ và thai thì chỉ định cho những trường hợp làm sản xương có nguy cơ nào, đấy là những trường hợp có nguy cơ đau thật gì hợp kết. Và việc khám cẩn thận cái ngày tại thể hoặc là thai sau sinh sau sảy bao gồm hình thể ngoài y quang tử thiết lưu mẫu sủn và mẫu xương để làm để bảo học và lưu sự tiên này để cung cấp thông tin chính xác cho những cái trường hợp sau này. Và do cái nguy cơ tải mắc là 25% nên là việc tư vấn di truyền ở trường hợp bất thường hình xương dẫn bất thường hình xương trong hồ sủy này đi phan tư là rất quan trọng để lên kế hoạch theo dõi sớm ở thai kỳ sau. Và bảo đầu thì của em đến đây này xin chân thành cảm ơn. Về đề tài này thì tôi xin lỗi tất cả là tôi muốn nói như này. Đây như là một cái thông báo lâm sàng, nó chưa phải là nghiên cứu. Cái thứ hai nữa là thông qua cái báo cáo này thì không biết là phòng